Dạ, đi đi. Kế đi đâu vậy? Đi đâu hả? Không phải cha nói các con rồi sao? Chỉ cần Quách Đại Hiệp bình an trở về, chúng ta trở về Đại Lý. Đừng có để anh em tụi con, đừng vì một con gái mà trở mặt thành thù. Cha, con không đi đâu. Cũng không đi. Con không có lìa khỏi thành Tương Dương. Hai con thật sự vô tích sự mà. Hai con ở lại Tương Dương sẽ làm mất mặt người ta đó, có biết không? Trở về Đại Lý đi. Đừng có vì một người đàn bà để rồi mất hòa khí, có được không? Cha, hài nhi bất hiểu làm đau lòng cha. Cha nghe con nói đây, chuyện phụ mụ với chúng con ngày nào chưa có kết quả. Cho dù đi tới chân trời góc biển, cái gút mắt đó thì không thể nào cởi mở được. Đúng vậy, cái chuyện này đây chúng ta phải giải quyết. Giữa hai chúng ta chỉ có một người có thể cứu được phụ mụ. Nếu như không ai chịu nhường, vậy thì chúng ta quyết đấu cho công bằng. Cái gì? Hai con chỉ vì một người đàn bà mà tàn sát lẫn nhau hả? Cha, đây là biện pháp duy nhất. Mong cha đừng có buồn. Đây, chúng ta ra ngoài thành. Đứng đi! Ta không cho các con đi. Tía, hãy tha cho tụi con phải quyết đấu mới được. À dạ, hai con à, hai con tỉnh táo chút có được không? Kể như là cha năn nỉ các con đi. Hãy bỏ đi người con gái đó, theo cha về Đại Lý đi. Mấy người đi đâu đó? Cha của ta bị thương còn chưa lành, thành Tương Dương nhất còn nguy cơ. Các ngươi không chịu đi tuần tra, còn muốn đi đâu nữa? Cũng tại ngươi, làm cho hai anh em tụi nó tương tàn lẫn nhau. Bắt giỡ, tôi lại làm gì nữa? Cha, chuyện đó không liên quan tới phụ muội. Phụ muội, hôm nay anh và đại ca phân chia cao thấp. Nếu như một trong hai anh bị thua, dù không chết cũng không về để gặp muội. Hai người đi quyết đấu không được. Đại võ, tiểu võ, ta không muốn một trong hai người bị thương. Phụ muội, chúng tôi đã quyết định rồi, tuyệt đối không thay đổi. Con à, về đây, về đây. Đại võ, tiểu võ. Ấy, tính làm sao? Tính sao đây? Mẹ, mẹ à, mẹ mở cửa đi mẹ. Mẹ. Mẹ, có chuyện gì? Nhỏ tiếng một chút. Mẹ, đại võ và tiểu võ, họ... Tụi nó làm cái gì? Ra ngoài ngoại thành quyết đấu rồi. Quyết đấu? Dạ phải, con kêu họ, nhưng mà họ không nghe lời con. Họ còn nói là phải phân thắng bại. Hơn nữa, nếu nhiều thua, cho dù chết cũng không về đây gặp con. Đại địch trước mắt, quân dân ở trong thành sống nay chết mai. Bọn chúng không có chịu góp sức kháng địch giữ thành, lại tương tàn lẫn nhau. Thật sự không có biết nặng nhẹ là gì. Mẹ, bây giờ phải làm sao đây? Tụi nó làm như vậy là có mục đích gì? Có phải là do con đã gây ra hay không? Phù Nhi, con hãy mau nói thiệt cho mẹ biết đi. Phù Nhi cũng đâu có biết sự việc trở nên nông nổi như vậy. Hai người họ đều có ưu điểm khuyết điểm. Phù Nhi đâu có biết thương người nào nhiều hơn. Trong lòng của con phải biết rõ thương người nào chứ. Con không có chịu phân biệt cao thấp để cho anh em của nó so tài mãi vậy sao? Tại vì Phù Nhi không biết thương người nào nhiều hơn, cho nên mới kêu họ đi giết giặc lập công để lấy lòng cha mẹ. Nhưng không ngờ họ đi thích xác hốt tất liệt, giờ còn bị kẻ thù bắt giữ nữa. Tụi con thì là không có biết trời cao đất rộng là gì. Hai đứa tụi nó đã bị người ta bắt làm con tin, làm cho cha của con bị trọng thương. Ngày mai kẻ thù sẽ tới đây để mà tấn công. Tụi nó còn gì nhi nữ tư tình đánh nhau như vậy thì là hết nói nổi rồi. Mẹ mau đi tìm cách ngăn cản họ đi. Hả? Trước mắt trăm muôn ngàn mối, mẹ không thể nào lo nhiều như vậy được. Tụi nó muốn gây cứ để cho tụi nó gây đi. Mẹ không được, nếu như họ bị thương thì phải tính làm sao đây hả? Mẹ, con hãy ngoan ngoãn về phòng, đừng có gây phiền phức cho cha mẹ nữa. Vào đi. Bác phụ. Quá nhi là cháu à? Tới đây. Vết thương sao? Quách bác phụ, cháu không sao. Cháu đốn cửu qua mọc lù hoàng của Quách bá mẫu, qua còn vô sự. Nhưng mà vết thương của bác không có sao. Nghỉ ngơi vài bữa có thể lành lại, nhưng mà Kim Luân Pháp Dương ngày hôm nay chắc chắn công thành. Bác e rằng không còn đủ sức. Quách bác phụ, yên tâm đi. Có chung tuyệt bối cháu và cổ lộng độc tâm hiệp lực, lão hòa thượng không có tội nguyện được đâu.
Có cháu dạy lòng của đường bá phụ đương nhiên yên tâm. Quá nhi, bác có thể nhìn thấy cháu có lòng hiệp nghĩa như vậy, bác cảm thấy thật sự vui vẻ lắm. Quá bá phụ nói rồi mà, vì nước vì dân mới là hiệp nghĩa. Hơn nữa tại đạo qua đảo, quách bá mẫu có từng dạy cháu sát thân hành nhân, xả thân thủ nghĩa. Quách bá phụ, hồi nhỏ cháu không biết chuyện, hôm nay nhìn thấy bá phụ bá mẫu trong lúc nguy nan, chuyện gì cũng đã đánh nước lên hàng đầu, cháu đã hiểu rõ được rất nhiều lý lẽ. Quá nhi, quách bá phụ thật sự không đánh giá lầm cháu, thì là tốt, rất tốt lắm. Quách bá phụ, ngày xưa tiểu điệp lúc nào cũng thể qua được tư quán, không nghĩ tới quốc gia đại sự, nỗi khổ của bá tánh thiên hạ thật sự rất là xấu hổ. Quách bá phụ, mong bác thì bá mẫu yên tâm, cháu không lấy thu cấp của quách bá mẫu để đổi lấy thuốc giải đâu. Dù là chỉ còn sống được mấy hộp, cũng phải bảo vệ quách bá phụ và thanh tương dương. Quá nhi, nói cái gì dừng thủ cấp để đổi lấy thuốc giải, tại sao chỉ còn sống có mấy ngày, chuyện đó thế nào hả? Bá phụ đừng ngạc nhiên, tiểu điệp đã bị trúng độc tình quan, không có gì đáng ngại. Tại sao chuyện quan trọng như vậy bá mẫu của cháu không cho bá phụ biết? Quách bá phụ, cháu nghĩ quách bá mẫu muốn cho bá phụ bận tâm. Bá mẫu hứa với cô lòng, sau khi giải nguy được thành tương dương, bá mẫu sẽ đưa thuốc cấp cho cháu để sách đi đổi lấy thuốc giải. Cái chuyện quan trọng như vậy mà lại giấu ta, chẳng trách đã nhiều lần căn dặn ta giữ lấy bản thân, phải đặt việc an nguy của thành tương dương lên hàng đầu. Quách bá phụ, sự việc nói rõ ràng, tuyệt đối không lấy đầu của quách bá mẫu đưa lấy thuốc giải đâu. Sống chết có mạng, cháu sẽ dùng mạng sống mấy ngày còn lại để bảo vệ quách bá phụ, đừng có xuất sự bá tánh ở trong thành tương dương. Tại sao lại không chịu làm? Không, ta không thể nhìn thấy cháu chết như vậy. Tôi lấy thủ cấp của bác đủ lấy thuốc giải đi. Quách bá phụ, vì nước vì dân là người hiệp nghĩa, nếu như bá phụ vì muốn cứu mình cháu để rồi bỏ đi tất cả những người dân khác, vậy thì tiểu điệp không phải trở thành thiên cổ tội nhân hay sao? Nhưng mà bá phụ không thể thấy chết mà không cứu. Bá phụ, tiểu điệp nói sự thật ra là để cho bá phụ khỏi bận tâm. Quách bá phụ, đừng có bận tâm vì sự sống chết của cháu. Cháu dùng thân này để giải nguy cho thành tương dương, và cháu cũng xứng đáng mà. Quả nhi, bác phụ không sao chứ? Ta không sao. Quả nhi, ta thật sự không có biết nên nói gì nữa. Quách bác phụ nhất định phải tìm cách cứu cháu. Bác phụ, đừng có bận tâm chuyện của cháu, bác cứ tình dưỡng đi. Lão hòa thượng kia cho biết hôm nay tới công thành, cháu bây giờ lên đầu thành tuần tra để đề phòng ngũ địch đột kích. Cháu ra ngoài nha. Xếp kẹt, các sĩ ai nấy đấu trí thường cụ, nghĩ tới công thành họ sẽ liều chết thủ thủ. Quá nhiên, qua đã nói sự thật cho Quách Đại Hiệp biết rồi hả? Đúng vậy, sau khi quả nói cho thật cho bà biết, trong lòng quả đỡ nhiều lắm. Từ trước tới giờ quả đều không nhẫn tâm với Quách Đại Hiệp, vì cái chuyện đó quả đã phân vân lo nghĩ không chịu dứt khoát. Bây giờ đã nói hết sự thật cho Quách Đại Hiệp nghe, trong lòng không còn thắc mắc, đương nhiên khỏe hơn nhiều rồi. Chỉ có phải lòng hiểu quá nhất. Hôm đó quả cho bà phụ ra thành tụng trạng, quả hỏi bác có giữ được thành tự dương hay không. Bác nói là giữ được hay không thì không sao, vấn đề là tận tâm tận lực, chết cũng không mà. Bây giờ quá đã hiểu thật sự lý lẽ bên trong. Chúng ta tới thành Tiên Dương, đúng ra là muốn lấy thu cấp của vợ chồng Quách Tĩnh, nhưng không ngờ bây giờ chúng ta lại cùng tồn vong với thành Tiên Dương. Tất cả đều là ý trưởng. Tóm lại bây giờ quá mong mỏi, quá nhập của lòng diệt trừ được Kim Luân Pháp Dương. Ngày nào quá còn sống, góp công sức cho thành Tiên Dương này, dây sát mổ kiếp sống này. Anh Tĩnh. Em Dung, em tới đúng lúc. Anh có chuyện muốn bàn với em. Thì ra quá gì? Kim Luân Pháp Dương. Quá Tĩnh, ta tới rồi nè. Có anh đó, khỏe của anh rất là quan trọng. Nhưng mà ở bên ngoài đã có quá nhiều về chủ đề ca, anh cứ yên tâm đi. Quá Tĩnh, bổn tọa tới đây để mau ra gặp mặt. Thế nào, đường đường là Quách Đại Hiệp trở thành được con rùa rút đầu rút cổ như vậy sao hả? Người mới là con rùa đó.
Tại sao cha ta phải gặp mặt ngươi? Kim Luân Pháp Vương, ngươi khỏi cần làm phiền tới Quách đại hiệp, ta đây nhận hết. Chỉ ngươi à? Sợ ngươi không nhận nổi. Hay là để ta nhận cho. Nhiều quá, ngươi nghiêng đông nghiêng tây, mai đầy mốt nọ, trở thành tiểu nhân phản phúc, cảm giác nó hay sao hả? Pháp Vương, ngươi thật là nói không có sai. Không biết tại làm sao giống như là quỷ ám vậy đó ha. Là giúp quá tỉnh trốn gì đây? Nhưng mà ta về tới thành Tân Dương, không biết đi đâu nữa. Ta tìm hoài nhưng không gặp. Ngươi có biết ở đâu hay không hả? Nếu như tìm được hắn, như vậy thì sao? Hả? Ta lập tức đâm hắn một kiếm. Ngươi dám đâm hả? À, nói tạm giác. Pháp Vương, tiểu tử kia dám đâm lén ta. Ở tại Mông Cổ, ngươi dùng kiếm đâm ta, bây giờ ta đâm lại một kiếm, đó là chuyện đương nhiên. Vậy ngươi biết không, thanh kiếm của ta rất là kỳ lạ vô cùng. Lạ ở chỗ nào? Thanh kiếm này đây đã mang từ Tùy Thạch Cốc, Cốc Tông Chỉ, nổi tiếng nhất là dùng độc dược. Nếu như người may mắn trúng độc không có chết, vậy thì tìm hắn thanh toán đi. Chỉ tử kia, đừng nói là thanh kiếm của đồng muốn chập bốn tòa sao? Được, đừng nói hắn nữa, chúng tôi lên. Cô làm quá phụ cho. Quách đại hiệp, bổn tọa tới thăm, tại sao không chịu ra tiếp khách? Quách Trịnh, người suốt đời tinh khôn, tại sao ngày hôm nay trở thành con rùa co đầu? Đồ chết nhát. Được, bổn tọa không tin người có thể trốn mãi không ra đâu. Nhất định sẽ gặp nguy hiểm lắm. Hắn thật là nham hiểm. Cô Long, quá dù vũ hòa thượng đi. Cô ấy đang đỡ một chút. Quách bác phụ. Quá gì? Bác làm chứ? Không sao. Lão hòa thượng muốn bác phụ ra mặt. Để bác phụ. Bác bảo, chỗ này không thể ở lâu. Thì giải đó đi chuyện tới như vậy. Ta ra ngoài thí mạng như nó, đây không được. Tâm tỉnh nhờ, đừng bây giờ trúng gian kế của họ nhờ. Ở thành Tuyên Dương này, hàng vạn gia đình không muốn tìm chúng ta không phải là chuyện dễ đâu. Anh nhớ là đừng bao giờ dùng sức mạnh của kẻ thất phu. Ba mẫu, hãy đưa Quách bá phụ tới một chỗ an toàn đi. Cháu đi dụ lão hòa thượng đi nơi khác. Quả gì? Bác yên tâm, cháu không sao. Anh tỉnh à, em nghĩ là chúng ta hãy đổi chỗ khác đi. Em Dương, em sao hả? Em Dương không sao chứ? Em Dương trong đi. Em cảm thấy sao? Em Dương em sao hả? Anh tỉnh, đứa bé này không sớm không muộn. Lại vào cái lúc quan trọng này đi, nó muốn ra đời. Vậy thì anh em cứ nghĩ hả? Vô nữa đi. Nói, Quách Trịnh ở đâu hả? Nói đi. Tâm
hòa thượng thối kia đang hiếp một đứa con gái. Nếu không phải đại vợ thì dỡ ra ngoài quyết đấu, chúng ta hợp sức với nhau nhất định đánh bại ngươi. Ngươi còn không nói, đừng trách bổn tội vô tình nha. Được, cứ giết ta đi. Đại vợ tiểu vợ về đây nhất định sẽ trả thù cho ta. Tiểu A Đầu, đừng dám nói nữa, hỷ chết luôn. Được, ngươi giết ta đi, ta nhất định không nói đâu. Mẹ Thanh rồi. Em cảm thấy sao hả? Em không sao. Xem ra chỗ này không tiện ở lâu. Em dùng, hãy đưa em rời khỏi chỗ này. Mẹ, là em trai hay em gái? Con có em gái. Phụ Nhi, ở với mẹ con đi. Cha phải ra ngoài. Cẩn thận. Long Quân ơi, Quách Phương ơi. Long Quân ơi, đứa bé này, con hãy bồng nó giùm tôi nha. Đừng có chậm trễ, các người theo ta. Bao chữa lửa đây. Chữa lửa đây. Thật thật nha. Chữa lửa. Thì tôi lấy đi. Thì ra ngươi ở đây, ngươi đã bị trọng thương, không thể ra tay nữa, phải thi tàng. Quá trình phải máu đâu hả? Có thật quả thượng này, muốn dụ ta ra mặt hả? Được, ta không bắt lừa ngươi đâu, để cho ngươi giấu tội gì. Điều quá, là ngày ngươi chết chắc rồi. Điều quá, hôm nay ngươi chết chắc trong tay của ta, đó là ngươi đáng được. Dùng không được ta, muốn dùng Quách Bắc Phụ ra mặt cướp ta. Bốn tụi hôm nay sẽ đại khai sát giới, cho người quyết chi. Có Nhi ở đâu? Cô Long. Cô Long. Có Nhi. Ngày hôm nay chúng ta phải giết cái tên hoài căn này, đừng để hắn chạy thoát. Được không? Bác Mẫu xem rồi hả? Bác Phụ và Bác Mẫu không sao chứ? Họ đã thoát khỏi biển lửa rồi.
Lúc đó tình hình nguy kịch, Quách phu nhân đã trao đứa bé gái này cho cô. Cô Lâu, chúng ta giết tên hòa thượng này. Cô chuyện khác tôi tự tính sau. Quá nhiên, không còn thời gian nữa. Hãy mang bồng đứa bé này tới Tuyệt Tình Cốc. Nếu cửa thiên thử biết được đây là con của Quách Đại Hiệp, biết đâu chừng sẽ trao thuốc giải. Không, cô Lâu, không được đâu. Thì ra đứa bé này là con của Quách Tĩnh. Quá nhiên, đây chỉ là cách tạm thời. Chúng ta hãy đi lấy thuốc giải trước rồi mới cứu nó ra. Quách phu nhân trao nó cho cô, chắc cũng có ý định đó. Cô Lâu không được đâu. Thường miệng của người khác không phải là hành động của kẻ thường phu. Quách bác phụ hết lòng gì nữa. Quá không thể để cho con ta lâm vào hiểm cảnh. Quá nhiên, tình hình của Quách. Cô Lâu đừng nói nhiều. Nếu như quá làm như vậy, làm sao nói với Quách bác phụ đi hả? Làm sao nói nguồn thực kiếm ở trên tay của Quách? Hai người đừng nói nhiều nữa. Bây giờ ta bắt đứa bé đó, nhất định Quách Tĩnh đầu hàng chứ sao? Sao bọn một đứa bé đi không? Có, tôi thấy ba người nhảy lên khỏi thành rồi. Ra ngoài. Long cô đường, Quách Đại Hiệp và Hoàng Ban Chủ có khỏe không? Hai người đã khỏe lắm. Hoàng Ban Chủ đã sanh được bé gái bị Lý Mặt Sầu bắt đi rồi. Tôi phải đoạt lại mới được. Mau mở cái thành. Dung à, em cảm thấy sao hả? Dung. Dung à. Tôi không ngờ em lại sinh đôi. Sao Nhi lại có một đứa em nữa? Sao bây giờ? Bên ngoài bây giờ rất loạn, không biết phu nhi có tìm bà phụ được không? Không sao đâu, em chỉ là bị đau mà thôi, em còn có thể chịu đựng nổi. Dung à, Dung à, mấy đứa nhỏ này ra đời thật không đúng lúc. Dung à, ráng chút đi. Dung à, em sợ đứa bé ở trong bụng này nó sẽ bị chết yểu. Thì không ngờ mạng số của tụi nó đều giống như nhau. Không biết là bây giờ Song Nhi nó đang như thế nào rồi hả? Song Nhi không sao, có Long cô nương lo cho chúng ta. Song Nhi không sao. Long cô nương, cô đã vì Dương quá. Có lẽ giờ này đây cô đã mong Song Nhi tới Tuyệt Tình Cốc rồi. Ôi dồi, Tổng tiểu thù nếu gặp Song Nhi sẽ lấy mạng của nó thôi. Chuyện mà Quá Nhi đã bị trúng độc bọn đã biết hết rồi sao? Quá Nhi đã nói anh biết. Chính em cũng kỳ nữa, tại sao lại dùng quý thủ cấp của mình để đổi thuốc giải chứ? Em làm như vậy thì anh phải tính sao đây? Anh tỉnh. Em Dung, anh và Phụ Nhi đều là chí ái của em. Chỉ cần anh và Phụ Nhi được bình yên vô sự, em đây có chết Dung cũng xứng đáng mà. Em Dung, Quá Nhi đã năm lần bảy lượt cứu chúng ta, em dùng mạng của em để cứu mạng của nó. Làm như vậy thì cứ coi như là đền đáp ân tình của nó đối với chúng ta. Không, muốn đền ơn cứu mạng phải để cho anh lo mới được. Anh không thể để cho em hy sinh vậy đâu. Anh Tĩnh, không lẽ anh đã quên sao? Một sự quan trọng hơn, mạng sống của anh phải nói chặt với sự tồn vong của thành Tương Dương. Nhưng mà bây giờ
Em chỉ hy vọng là cầu thiên thước sẽ không có giết chết Song Nhi. Đợi em tới đó để cứu được Song Nhi và lấy thuốc giải cho Quá Nhi. Sống chết của em chỉ là thứ yếu. Không, anh không để cho em chết đâu. Em à, em không thể chết đâu. Anh tỉnh. Có lẽ Tù Thiên Trì thấy Song Nhi đã đưa thuốc giải cho Quá Nhi rồi. Đứa con đó, chúng ta cứ xem vừa sanh ra đỡ chết yếu. Nếu dùng mạng của nó cứu Quá Nhi cũng xứng đáng mà. Không, không có thể đâu hy sinh Song Nhi được. Anh tỉnh, anh hãy nghe lời của em đi. Hay là anh hãy cho Dung Nhi tội nguyện đi nha. Anh tỉnh. Nếu như em sanh khó và phải qua đời, anh hãy mặc thủ cấp của em tới tuyệt tình cấp để cứu Song Nhi. Không, không, em không chết đâu. Em là đứa con Quỳnh Nhiên vô sự. Anh hãy nghe lời của em. Em nghe lời của em đi mà. Nhưng mà nghe đó. Nhưng mà em thật trước đi. Sanh xong rồi tính sao nhanh. Dung, Dung mày mà. Dung.